Saka Trường Tuyền, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long bí mật làm lễ đính hôn. Nữ ca sĩ hội chợ Saka Trường Tuyền vừa âm thầm tổ chức lễ ăn hỏi với nam ca sĩ Khưu Huy Vũ ở quê nhà Vĩnh Long. Saka Trường Tuyền không phải là một tên xa lạ đối với khán giả thế hệ 8X và 9X. Cô là chủ nhân của ca khúc hit Yêu Đơn Phương, một ca khúc được nhiều người yêu thích trong quá khứ. Mặc dù đó là ca khúc thu hút được sự quan tâm của khán giả toàn quốc, nhưng lại khá kén người nghe bởi sự ủy mị và ướt át của ca khúc này chỉ phù hợp với những người có tâm trạng rất buồn khi đang yêu. Ngoài ra, cô còn được công chúng biết đến với xuất thân là cháu gái ruột của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ cải lương đình đám một thời. Được biết, Saka Trường Tuyền thường xuyên là người xuất hiện trong các MV ca nhạc của Khưu Huy Vũ, đặc biệt là series MV Xến Nhảy Remix. Cặp đôi trời sinh này được biết đến qua ca khúc Tình Đã Bay Xa, nằm trong tuyển tập Xến Nhảy Song Ca. Điều đặc biệt hơn là những MV đó bây giờ họ đã chuẩn bị về chung một nhà. Saka Trường Tuyền cho biết, cô và Khưu Huy Vũ đã tìm được tiếng nói chung và thấy được cả hai có nhiều nét tương đồng trong tính cách lẫn suy nghĩ, nên cả hai đã quyết định tiến tới ngưỡng cửa hôn nhân. Tuy ngày cưới chính thức chưa được tiết lộ, nhưng theo quản lý truyền thông của nữ hoàng nhạc đen thị trường, hôn lễ sẽ được tổ chức lộng trọng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí hiện nay.